Bài điều hành tiếp theo sử dụng cảm biến nhiệt độ L35 để đo nhiệt độ, hiển thị giá trị đo được lên led 7 thanh với một chữ số thập phân. Bình thường như này thì mình hiển thị như này là hiển thị nguyên phần nguyên thôi. Chỗ này led chỗ cảm biến nhiệt L35 người ta thấy là nó có 33.0, tức là mình có thể thiết lập để cho nó hiển thị về phần một chữ số thập phân nữa. Như vậy thì có thể tính toán hiển thị lên đây cho một chữ số thập phân. Nhưng mà bình thường mình ấn cái này lên thì nó tăng một độ luôn, để thiết lập để cho nó có thể hiển thị được phần thập phân này. Thì bây giờ click phải vào nó, chọn Property, Edit Properties, thiết lập ở chỗ này này, Step này. Step là mặc định nó để là một, thì khi mà ấn cái nút lên nút xuống ấy, thì nó tăng giảm một độ C. Bây giờ muốn nó thay đổi một chữ số thập phân thì chỗ này Step này để 0.1. Thì như vậy mỗi một lần mình ấn nút mũi tên lên xuống này thì nó thay đổi 0.1 độ C. Bây giờ sang phần lập trình. Phải là cổng vào ra. Copy các code khai báo này. Bài này có hiển thị một chữ số thập phân nữa. Như vậy thì cần khai báo thêm cái mảng number 2. Cái mảng mà có hiển thị led 7 thanh mà có dấu chấm đấy. Copy thêm. Bảng mã có dấu chấm này. Biến này thừa thì xóa đi. Tiếp theo là hàm hiển thị. Bây giờ bài này thì hiển thị ra một chữ số thập phân, như vậy là có tổng cộng là 3 vị trí con led là hiển thị ra số. Hai chữ số này. Xong rồi là chấm. Chữ số thứ ba nữa là phần chữ số phần thập phân. Hai con số phần nguyên và một con số thập phân, như vậy là có tất cả là ba led. Ba led nó sẽ sáng lên về cái thông số về nhiệt độ, như vậy chỉ còn thừa một con led thôi, như vậy không hiển thị được chữ C nữa, hiển thị độ thôi, không hiển thị C nữa. Hàm hiển thị bài trước này. Về hàm hiển thị thì ba con led đầu hiển thị số này, con led thứ nhất hiển thị số bình thường này, con led thứ hai hiển thị số và có dấu chấm. Thì chỗ này mảng gọi là có C bằng 5 B2 để ra gọi bằng mã ra hiển thị do dấu chấm. Con led thứ ba hiển thị số bình thường. Sau đó đến con led thứ tư thì hiển thị ra ký tự độ này. Con led thứ nhất hiển thị số này, con led thứ hai hiển thị ra số dấu chấm này, con led thứ ba hiển thị ra số này, con led thứ tư hiển thị ra ký tự độ này. ADC bằng grid ADC0, sau đó tính nhiệt độ, công thức giống bài trước là 500 nhân với ADC chia cho 1023 thì là nó ra nhiệt độ đơn vị là độ C. Nhưng mà bây giờ mình muốn hiển thị thêm một chữ số thập phân nữa thì giá trị, tức là nó tương tự như bài điện áp ấy. Công thức như này là tính ra nhiệt độ đơn vị độ C. Bây giờ muốn hiển thị ra một chữ số thập phân thì công thức này nhân 10 lần để ra sao cho về mặt con số thì nó nhân với 10, nhưng mà về mặt đơn vị thì nó đơn vị nó là 10 có trừ 1 độ C.
để cho nó hiển thị ra một yếu tố phân nữa. Tức là khi mà cái số mà mình hiển thị ra là 29.3 độ C chẳng hạn, thì về mặt con số của nó là số 293 nhưng mà đơn vị là 10^-1 độ C. Và phần hiển thị ở đây là mình chủ động hiển thị ra dấu chấm một yếu tố phân. Do đó công thức này nhân thêm 10 lần nữa thành 5.000. Rồi gọi hiển thị nhiệt độ. Một chấm chỉ độ đang sai này, rồi giảm đi, giảm này lâu quá, nó không giống như cái con biến trở mình ấn xuống nó giảm nhanh được, con này cứ phải ấn vào mũi tên này để giảm rất là lâu. Như vậy về mặt con số tính toán ra thì nó đang bị sai. Đầu tiên bây giờ để thử thì mình thử cho vào đây một con số 123 đã để xem nó có hiển thị ra đúng là 12.3 không. Nếu đúng thì là hàm hiển thị đang đúng nhưng mà nó sai về mặt tính toán thôi, hiện là 12.3 này, thì tức là hàm hiển thị thì đúng. Nhưng mà chỗ này nếu mà mình gọi hiển thị nhiệt độ theo cái công thức tính toán này thì nó sai. Ở đây thì nhận thấy là cái số 5.000 này nó là một số rất lớn mà lại nhân với một giá trị ADC thì có thể nó bị tràn số mất. Cái số mình đang khai báo cái biến này là unsigned này. Ở chỗ này unsigned ADC data. Thì như vừa nãy là ở bước khởi tạo vừa nãy là mình khai báo là 8 bit rồi, khai báo nhầm thành 8 bit rồi. Chỗ này ADC data đang khai báo là unsigned char này. Như vậy thì công thức nó vừa sai về công thức và vừa sai số nữa. Khởi tạo lại thành 10 bit. Lúc đầu khởi tạo nhầm thành 8 bit rồi. À, như này thử lại. Trở lại sang ADC 10 bit và thử lại. 2.4 độ C này. Vẫn đang đúng này. Là trước đây nó sẽ phải có sự sai số. Sai số như lúc nãy mình tính toán ấy, thì nếu mà chọn ADC mà độ phân giải là 10 bit ấy, thì một bước lượng tử của nó là 0.0048 này, vô này.
nó chưa được là 0,05 V, chưa được 0,00, chưa được 0,005 V, tức là chưa được một nửa của một độ, tức là nó sẽ sai số khoảng là 0, sai số khoảng 0,5 độ, sai số khoảng một nửa độ đấy. Đấy là về phần sai số. Thì một độ thay đổi, thay đổi 0,01 V. Còn chỗ này một bước ADC tức là 5 chia cho 1023 thì một giá trị ADC thay đổi, nó thay đổi là 0,0048 V, được gần giá trị của một nửa độ. Thì sai số khi mà tính toán và hiển thị lên nó sẽ khoảng một nửa độ. Thì đây thực tế là 3,7 mà nó tính toán là 3,9 độ thì nó cũng dễ hiểu. Thì là nó do cái sai số tính toán đấy. Sai số ADC. Sai số do độ phân giải ADC. Đến đây thì ta thấy là con đến một chỗ nào đấy thì nó sẽ bị số nó tràn số nó vòng tròn về. Thì khi đấy nhiệt độ sai này. Đấy. Lên đến 6,3 độ, tăng tiếp lên, lên đến 6,5 độ thì nó bị tràn, nó vòng, nó tính sai, nó tràn nó về 0,4 độ này. Như vậy là nó tràn là do cái công thức này nó bị tràn số này, bởi vì phạm vi dữ liệu của ansi-int nó không chứa được, thì chỗ này cần phải ép kiểu lên ansi-long, thì biến này ansi-long nhân với 5.000 rồi chia cho 1023. Thì đến đây 6,8 nó mới hiển thị đúng, nó không bị tràn số. Từ đây trở đi là nó tính là được rồi. Nó sai một sai số nhỏ do là cái bước lượng tử nó chỉ được như thế thôi.